Chào thầy, cùng thầy các bạn. Tôi là Nguyễn Minh Thư, sinh viên khóa 3, lớp K3 Happy của trường đại học EDX, mã số sinh viên EDX K3022. Và trong buổi lần tuần trước, chúng ta đã được học bộ môn nguyên lý kế toán. Và trong buổi này, chúng ta đã được học khái quát về những cái nội dung liên quan đến cái bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và bảng cân đối kế toán. Và sau đây là những cái kiến thức mà tôi đã học được thông qua quá trình học trên lớp cũng như là tìm hiểu về tài liệu hay là qua internet, thì tôi xin nhắc lại cũng như là tổng hợp lại những cái kiến thức về bảng kết quả hoạt động kinh doanh và bảng cân đối kế toán. Và nói đến báo cáo tài chính của một doanh nghiệp thì báo cáo tài chính phản ánh cái tình hình tài chính của doanh nghiệp bằng cách tổng hợp các cái nghiệp vụ kinh tế tài chính có cùng tính chất kinh tế thành các yếu tố báo cáo tài chính. Và các cái yếu tố liên quan trực tiếp đến việc xác định tình hình tài chính trong bảng cân đối kế toán là tài sản, nợ, nợ phải trả và vốn chủ sở hữu. Và các yếu tố liên quan trực tiếp đến đánh giá tài chính và kết quả hoạt động kinh doanh trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh là doanh thu, thu nhập khác, chi phí và kết quả kinh doanh. Vậy thì tôi xin đi vào từng cái mục nhỏ một của những cái bảng của bảng cân đối kế toán và cái bảng báo cáo hoạt động kết quả kinh doanh nhé. Đầu tiên đó là tài sản. Tài sản là cái nguồn lực do doanh nghiệp kiểm soát và có thể thu được lợi ích kinh tế trong tương lai. Nợ phải trả là nghĩa vụ hiện tại của doanh nghiệp phải phát sinh từ các giao dịch và sự kiện đã qua mà doanh nghiệp phải thanh toán từ các nguồn lực của mình. 3. Vốn chủ sở hữu là giá trị vốn của doanh nghiệp được tính bằng số chênh lệch giữa các giá trị tài sản của doanh nghiệp trừ nợ phải trả. Tài sản đi sâu hơn thì tài sản là cái lợi ích kinh tế trong tương lai của một tài sản là tiềm năng làm tăng cái nguồn tiền và các cái khoản tương đương tiền của doanh nghiệp hoặc làm giảm bớt các cái khoản tiền mà doanh nghiệp phải chi ra. Và lợi ích kinh tế trong tương lai của một tài sản được thể hiện qua trường hợp như là được sử dụng một cách đơn lẻ hoặc kết hợp với các tài sản khác trong sản xuất sản phẩm để bán hay cung cấp dịch vụ cho khách hàng. Để bán hoặc trao đổi lấy tài sản khác, để thanh toán các khoản nợ phải trả, để phân phối cho các chủ sở hữu doanh nghiệp. Và tài sản được biểu hiện dưới nhiều hình thức khác nhau, ví dụ như là hình thái về vật chất, thì như là nhà xưởng, máy móc, thiết bị tư, hàng hóa, vân vân, đúng không ạ? Và tài sản doanh nghiệp còn bao gồm cả tài sản không thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp như là doanh nghiệp kiểm soát được và thu được lợi ích kinh tế trong tương lai như tài sản thuê tài chính này, hoặc có những cái tài sản thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp và thu được lợi ích kinh tế trong tương lai nhưng có thể không kiểm soát được về mặt pháp lý, nhưng như là bí quyết kỹ thuật thu được từ cái hoạt động triển khai có thể thỏa mãn các cái điều kiện trong định nghĩa về tài sản khi các cái bí quyết đó còn giữ được bí mật và doanh nghiệp còn thu được lợi ích kinh tế. Và tài sản của doanh nghiệp được hình thành từ các giao dịch hoặc sự kiện đã qua như là góp vốn, mua sắm, tự sản xuất, được cấp, được biếu tặng. Và thông thường các khoản chi phí phát sinh sẽ tạo ra tài sản. Đối với các cái khoản chi phí không tạo ra lợi ích kinh tế trong tương lai thì không tạo ra tài sản, hoặc có những trường hợp không phát sinh chi phí nhưng vẫn tạo ra tài sản như vốn góp, tài sản được cấp, được biếu tặng. Đúng không ạ? Tiếp theo đó là nợ phải trả. Nợ phải trả xác định cái nghĩa vụ hiện tại của doanh nghiệp khi doanh nghiệp nhận về một tài sản tham gia một cam kết hoặc phát sinh từ các nghĩa vụ pháp lý. Việc thanh toán các nghĩa vụ hiện tại có thể được thực hiện bằng nhiều cách như 1. Trả bằng tiền, 2. Trả bằng tài sản khác, 3. Cung cấp dịch vụ, 4. Thay thế nghĩa vụ này bằng nghĩa vụ khác, 5. Là chuyển đổi nghĩa vụ nợ phải trả thành vốn chủ sở hữu. Và nợ phải trả phát sinh từ các cái giao dịch đã qua như là mua hàng hóa chưa được trả tiền, sử dụng dịch vụ chưa thanh toán, vay nợ, cam kết bảo hành hàng hóa, cam kết vụ hợp đồng và những cái
ở khoản khác. Và vốn chủ sở hữu thì vốn chủ sở hữu được phản ánh trong bảng cân đối kế toán gồm có vốn của các nhà đầu tư, thặng dư vốn cổ phần, lợi nhuận giữ lại, các quỹ lợi nhuận chưa phân phối, chênh lệch tỷ giá và chênh lệch đánh giá lại tài sản. Và vốn của các nhà đầu tư có thể là vốn của chủ doanh nghiệp, đóng góp, góp cổ phần, góp vốn nhà nước, thặng dư vốn cổ phần là chênh lệch giữa cái giá cổ phiếu với giá thực tế phát hành. Và lợi nhuận giữ lại là lợi nhuận thay thuế giữ lại để tích lũy bổ sung vốn. Các cái quỹ như là quỹ dự trữ này, quỹ dự phòng này, quỹ đầu tư phát triển này. Và lợi nhuận chưa phân phối là lợi nhuận sau thuế chưa chia cho chủ sở hữu hoặc chưa trích lập các quỹ. Và chênh lệch tỷ giá thì gồm những cái chênh lệch như sau. Chênh lệch tỷ giá phát sinh trong cái quá trình đầu tư xây dựng, chênh lệch tỷ giá phát sinh khi doanh nghiệp ở trong nước hợp nhất báo cáo tài chính của các hoạt động ở nước ngoài sử dụng đơn vị tiền tệ kế toán khác với đơn vị tiền tệ kế toán của doanh nghiệp báo cáo. Chênh lệch đánh giá lại tài sản là chênh lệch giữa cái giá trị ghi sổ của tài sản với giá trị đánh giá tài sản khi có quyết định của nhà nước hoặc khi đưa tài sản đi góp vốn liên doanh cổ phần. Và cuối cùng là về tình hình kinh doanh thì lợi nhuận là thước đo kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Các yếu tố liên quan trực tiếp đến các cái xác định đến việc xác định lợi nhuận là doanh thu, thu nhập khác và chi phí, doanh thu, thu nhập khác. Chi phí và lợi nhuận là các cái chỉ tiêu phản ánh tình hình kinh doanh của doanh nghiệp. Và đi vào phần doanh thu và những thu nhập khác thì doanh thu phát sinh trong cái quá trình hoạt động của doanh nghiệp, thông thường của doanh nghiệp và thường bao gồm doanh thu bán hàng, doanh thu cung cấp dịch vụ, tiền lãi, tiền bản quyền, cổ tức, lợi nhuận được chia. Thu nhập khác bao gồm các cái khoản thu nhập phát sinh từ các hoạt động ngoài các hoạt động tạo ra doanh thu như thu từ thanh lý, nhượng, bán tài sản cố định, thu tiền phạt khách hàng do vi phạm hợp đồng. Còn chi phí thì chi phí gồm những cái khoản tiền doanh nghiệp phải bỏ ra để chi tiêu cho cái phần như sản xuất này, phát sinh trong quá trình hoạt động kinh doanh thông thường của doanh nghiệp và các cái chi phí khác. Và chi phí sản xuất, chi phí phát sinh trong cái quá trình mà phát sinh trong cái quá trình hoạt động kinh doanh thông thường của doanh nghiệp như là giá vốn bán hàng, chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp, chi phí lãi tiền vay và những cái chi phí liên quan đến hoạt động của các bên khác sử dụng tài sản sinh lợi, lợi tức. Và tiền bản quyền thì những cái chi phí này phát sinh dưới dạng tiền và các cái khoản tương đương tiền. Tương đương tiền hàng tồn kho, khấu hao máy móc, thiết bị thì chi phí khác thì bao gồm những cái chi phí ngoài các cái chi phí như là sản xuất này, kinh doanh phát sinh trong quá trình hoạt động kinh doanh thông thường. Và tiếp theo là những cái ghi nhận về yếu tố báo cáo tài chính và những cái phần này các bạn có thể tìm hiểu thêm, ví dụ như là chi phí, ghi nhận các cái yếu tố của báo cáo tài chính, ghi nhận tài sản, ghi nhận nợ phải trả, ghi nhận doanh thu và thu nhập khác và ghi nhận chi phí. Thì trước đó và thì đó là những cái gì mà tôi đã khái quát được trong cái quá trình học trên lớp cũng như là tìm hiểu. Thì đa số là trong cái bản này nó có đầy đủ rồi, đầy đủ những cái thông tin rồi. Đó. Và nếu như chúng ta nắm bắt được cái thông tin trong này thì chúng ta đã nắm được cơ bản yêu cầu cần thiết của một bảng cân đối kế toán cũng như là một bảng báo cáo tài chính hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Và cảm ơn các bạn đã đón xem đến cuối video. Hẹn các bạn ở video tiếp theo.